Kính chào các bạn, trong video này kênh Học Cờ Tướng Online sẽ gửi tới các bạn ván cờ đánh cho vòng 3 của giải cờ tướng vô địch quốc gia năm 2024. Đây là trận cờ bên đỏ đi tiên là danh thủ Vũ Hồng Sơn và người cầm bên đen là danh thủ Nguyễn Thành Bảo. Kính mời các bạn cùng đón xem. Chứ Chứ吃 将军 吃 吃 吃 吃
将军。吃。吃。将军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 。
将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。吃。将军。吃。将军。将军。将军。将军。将军。
将军。将军。将军。将军。吃。将军。将军。吃。将军。吃。吃。吃。吃。吃。将军。
吃 将军吃将军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 
将军。将军。将军。将军。将军。Và thấy hình cờ trên sau phần cờ cho bình xe qua biên để kèm xe tốt thì đôi bên đồng ý hòa cờ trong vận đấu trên. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.